Tâm à, mày có thấy Bảo Hoa đây không? Dạ con không có thấy. Cái bà này thiệt. Ủa, bà đi đâu vậy? Đi cúng mấy cái vong. Tại thấy chuyện vợ chồng lộc đổ vỡ tùm lum vậy đó, tôi chịu không có nổi mới đi coi thầy. Thầy nói tại mấy cái vong ở trong nhà đó không có cúng kiến cho nên nó phá đó. Tôi ngày đồng bóng, vợ chồng nó đổ vỡ. Đáng lý tôi với bà qua hàng gắn lại, dạy bảo tụi nó, đằng này bà đi coi thầy cúng kiến, không cúng cho nó ăn nó phá hả? Tại sao nó không phá tôi? Trời đất ơi, đừng có nói tầm bậy. Trúng giờ linh không có nên đó nghe. Thiệt đúng là đàn bà ưa mê tín dị đoan. Bởi vì người ta thường nói sách có câu Thôi đi, dẹp ba cái sách dở của ông đi. Thầy bói coi đúng mà. Tuổi tôi với tuổi ông á không có hợp. Khắc cung, khắc mạng, lại còn thêm khắc khẩu nữa. Rồi còn khắc cái gì nữa không? Không lẽ thầy bói nói có bao nhiêu đó thôi sao? Có coi bà mấy đời chồng không? Thôi dẹp đi, đừng có nói bà xàm. Không dám nói xàm đâu. Mấy anh cha thầy bói này tôi rành quá mà. Hãy bà muốn cái gì là nó nói theo cái đó. Bởi vậy sách có dạy rằng là coi mặt là bắt hình dung. Mấy cái thằng chả coi mặt mà nói, chứ có gì đâu. Thôi, đừng có đụng chạm nghe. Bởi vậy, tôi suy nghĩ lại mà tủi cho thân tôi. Ăn ở với bà gần 40 năm rồi, tôi mới khám phá ra rằng. Sao? Khám phá sao? Hai đứa mình hoàn toàn không hợp. Tôi cũng vậy đó. Ông mới thấy chứ tôi thấy lâu rồi á. Bởi vậy, nếu biết không hợp nhau thì sống với nhau làm chi nữa? Thà mình chia tay mỗi đứa một phương mà còn giữ trọn cho nhau tình nghĩa đẹp buổi ban đầu còn mới còn thương, hơn là xem nhau như kẻ thù truyền kiếp. Gần mặt mà cách xa lòng thôi thì chia tay mỗi người mỗi nhà. Đã biết rằng không hợp với nhau, tôi biết mình trao duyên lầm tương cướp. Vậy cho nên mấy chục năm trời tôi sống trong giận hờn cãi vã. Vậy thì tôi đi đường tôi, bà đi đường bà như vậy cho rồi. Sách có câu bãi mưa chưa gọi rằng lành, tri nhân tri diện bất tri tâm. Biết người chứ ai biết được ở trong tim. Mấy chục năm nay tôi cũng đã lầm, nên bây giờ hối hận ăn năn. Khỏi cần ăn năn gì hết á, cả hai chúng ta đều lầm lẫn. Phải, em nói đúng. Một cuộc hôn nhân lầm lẫn mà cho đến 40 năm sau mới phát hiện, còn kịp đó Cúc Lũi à. Lâu lắm rồi anh mới gọi tên em là Cúc Lũi. Mai, Mai nói đúng, em cũng vậy. Lâu lắm rồi em mới gọi lại tên anh. Bây giờ Mai muốn gì? Mai muốn ly dị. Hả? Đó là con đường ổn thỏa. Chứ sống với nhau không hợp thì làm sao sống nổi. Anh nhớ lại hồi đó, thở em còn trong tuổi ô mai, anh nhìn em lúc nào cũng đẹp, bao giờ cũng đẹp, cái gì cũng đẹp. Vậy mà 40 năm sau, thời gian đâu có xa lắm, anh nhìn em lúc nào cũng xấu, bao giờ cũng xấu và cái gì cũng xấu. Em cũng vậy. Hồi mới quen nhau, em nhìn Mai lúc nào cũng hay, bao giờ cũng hay và cái gì cũng hay. Vậy mà 40 năm sau, em nhìn Mai lúc nào cũng dở, bao giờ cũng dở, cái gì cũng dở. Mai là người độc tài, chỉ có biết nói theo sách vở giáo điều chứ không thực tế. Bởi vậy anh đi đường anh, em đường em. Tình nghĩa đôi ta có thể thôi, đã quyết không mong
trong sâm hợp mai. Ra tòa ly dị thế là xong. Ủa, chuyện gì vậy hai bác ơi? Hết rồi con ơi. Không còn gì nữa cả. Một sự nhầm lẫn vô cùng xảo trá. Một thiên tình sự sắp tới hồi kết thúc. Một trận đấu mà cả hai đội đều thua. Hai bác nói gì con hoàn toàn không hiểu. Hai bác nhất trí với nhau, nghĩa là... ly dị. Trời ơi, xin hai bác nghĩ lại đi. Hai bác già rồi. Bởi già rồi nên mới ly dị gấp, kéo không còn kịp nữa. Để lỡ chết rồi làm sao mà ly dị được. Xin hai bác hãy nghe con, hai bác già rồi, đừng có bồng bột. Không, hai bác đã nhất quyết rồi, con đừng cản nữa. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Để bác kể lại cho con nghe. Có lửa mới có khói chứ. Chuyện là như vậy nè. Ông ơi, ông chờ tôi đi với ông ơi. Bà làm ơn bà đi lẹ lẹ chút coi. Đi gì mà chậm như rùa bò vậy? Ông đứng lại cho tôi hỏi, tôi tức quá mà. Gì nữa đây? Ngoài đường ngoài xá đừng làm chuyện khó coi, người ta cười thúi đầu bây giờ. Tôi biết mà. Lúc này ông thay đổi tánh tình là tôi biết có lý do rõ ràng mà. Không còn chối cãi được nữa mà. Ông già từng tuổi này mà ông còn mất nết quá trời là sao chứ? Trời ơi, bà cằn nhằn cái gì nữa đi? Chưa về tới nhà là bà ấm ống lên liền. Bà nói ai mất nết? Thì ông chứ còn ai nữa. Già cả răng cỏ muốn rụng hết trơn rồi. Hàng tiền đạo, hàng tiền vệ, luôn cả hàng hậu vệ, không còn cái nào hết á. Vậy mà ông khoái ăn cốc ăn ổi là sao? Vậy coi. Thì ra bà ghen với cái bịch ổi này phải không? Rồi sao? Dòm cái tướng của con mẹ băng ổi rồi thấy bà ghét à. Nổi cái giọng rau của con mẹ là nghe tức ới máu rồi hả? À, ai ăn ổi Thái Lan? Bộ ổi Việt Nam dở lắm hả? Trời ơi, nín. Người ta mua bán, người ta muốn rau cái gì thì thấy kệ người ta. Mắc mớ gì bà mà bà tức? Tức chứ sao không tức? Tôi hỏi ông nè, tại sao bánh bao, bánh bờ, bánh bông lan, mấy cái thứ đó nó mềm sao ông không ăn, mà ông lại khoái ăn cốc ăn ổi là sao? Là tại vì cơ thể của tôi đã thiếu chất vitamin C. Trời. Với lại tôi già gần đất xa trời, tôi thèm cái gì là tôi quất cái nấy đó. Trời ơi, sao cái gì ông thèm, ông thích là ông muốn cho bằng được à? Còn tôi thích, tôi thèm cái gì ông cấm, ông ngăn. Ông đúng là cái đồ độc tài mà. Cho bà biết, tôi còn độc hơn Hitler nữa. Vậy sao? Vậy ông thuộc có lợi hết gì? Hít đất. Chê, tướng ông mà hít đất hả? Còn gân cốt gì nữa đâu mà khoe. Nói mà không biết mắc cỡ. Chưa chắc nha. Chưa chắc thanh niên hít qua tôi nha. Thôi, tôi không có nói chuyện với ông nữa, tôi đi à. Bà đi đâu? Đi đâu kệ tôi. Mắc mới về nên ông mà ông hỏi. Ê ê, xin lao. Xin lao. À, chém cha bà cũng đi đến đó. Làm sao mà qua mắt được tôi? Bà chống mắt coi tôi. Ê sao ông? Giang vong hồn, lạc mồ lạc mã, quan hồn uổng tử, chiến sĩ trận vong, chết tức chết tối, chết không kịp trói, chết đói chết khát, chết vì bệnh lác. Hãy nghe lệnh ta, tức tốc trở về, cơm cá đề quề, nhào vô mà chát. Mô Phật, mô Phật. Đó, cơm cá đầy đủ đó. Con xin mời mấy ngày á, tự do mà dùng bữa. Ăn xong á, nhớ phù hộ cho con nha. Làm ăn khá lên á, giàu lên á, con hứa hả, cúng điều điều, cúng hoài, mà cúng to cúng bự hơn cái này nữa. Nam mô
Trong ô. Má ơi, ngoại ơi, quỷ hiện hình, quỷ quỷ, bới người ta cứu tôi với, quỷ quỷ quỷ. Nín, nín. La một tiếng nữa là tao chọi cái chén lỗ đầu bây giờ. Nhìn kỹ đi. Đó, thấy chưa? Đúng rồi. Người ta chứ không phải quỷ. À, làm thầy bói cầu hồn về, rủi có hồn gì thiệt, chắc mày đứt bóng thiệt quá. Thôi, ngồi xuống ăn cho vui. Ngồi đi. Ê, ngon quá ha. Ê, ông già vô duyên vậy cha. Sao tự nhiên nhảy vô nhà ta ngồi ăn tỉnh bơ vậy cha? Ông nội đứng gì đi ông nội. Trời ơi, làm tôi mắc hồn mắc vía cho vậy ông nội. Tôi mới nghe chú em mày cũng có hồn mà, ai muốn ăn thì ăn, đúng không? Đúng. Ừ, tôi cũng có hồn chứ bộ. Bộ ông là có hồn hả? Có hồn sống được không? Ông tới đây có chuyện gì phải không? Làm thầy bói mà còn hỏi. Bộ đoán không được sao? Đoán thử coi tôi đến đây để làm gì. À, biết rồi. Có phải ông đến đây để coi bói phải không? Ông tìm đúng chỗ, đúng thầy rồi đó. Trật lắc. Ừ, vậy ông đến đây với mục đích vậy? Huấn luyện. Ủa, huấn luyện? Tôi làm cầu thủ hồi nào mà ông đòi huấn luyện tôi? Ông có vô lộn chỗ không cha nội? Đã lâu nghe danh biết tiếng, hôm nay mới được diện kiến. Có tiếng mà không có miếng. Đúng là một con người làm biếng. Ông làm ơn nín tiếng, mới cho ông biếng bây giờ. Tự nhiên nói tôi làm biếng. Làm sao? Chỉ có những người lười lao động, làm biếng, chỉ thích ở không để hưởng thụ mới làm nghề này. Đúng không? Ê, hồi nãy giờ nha, tôi nhịn dữ lắm rồi đó nha. Đừng nóng, bình tĩnh đi. Ủa, chú em mày thờ cái giống gì vậy? Những quan hồn chiếc tàu Titanic. Tốn tiền dữ lắm á nha, mới thỉnh từ bên Mỹ về đó cha. Vậy sao? Vậy tôi không có thờ ai hết. Chú em mày dám thi với tôi không? Trời ơi, thi làm sao ông nội? Tôi đố chú em mày 3 câu đố. Nếu chú em mày mà trả lời được, tôi sẽ làm đệ tử chú em. Còn nếu như chú em trả lời không được thì chú em phải làm đệ tử tôi, chịu không? Được, vậy là sòng phẳng. Hễ sư phụ nói cái gì thì đệ tử làm theo đúng. Hiểu không? Được không? Tất nhiên. Bắt đầu nghe. Nghe nè. Trên chiếc tàu Titanic, tầng trên hết là giới thượng lưu, khoảng 100 người. Tầng 2 là dưới trung lưu, chứa khoảng 50 người. Tầng 3 là giới hạ lưu, chứa khoảng 60 người. Xin hỏi tổng cộng ông thuyền trưởng mấy tuổi? Ủa, gì vậy? Gì kỳ vậy? Mà làm sao tôi biết ổng mấy tuổi? Thì tao biết đâu chứ. Thua chưa? Thua. Muốn biết không? Muốn. Muốn hả? Dạ. Qua Mỹ hỏi biết liền. Sao vậy? Làm sao quá bển được mà hỏi? Mua vé máy bay cứ hồi đâu có nhiều, chừng vài ngàn đô la là đi tuốt luôn. Trời ơi, ông nội bán hết tài sản của tôi á, không biết được 100 đô không nữa. Ở đó mình mấy ngàn rồi sao, rồi đâu ra. Vậy là thua rồi phải không? Câu thứ hai, chú mày biết coi nút ruồi không? Trời ơi, cái đó là nghề đó, nghề của con á, biết hay sao không? Vậy thì tôi hỏi chú em nè, nút ruồi mọc ở trên trán tên là gì? Thông minh tứng tú. Còn mọc vô mi mắt? Thương phu chích lệ. Còn mọc ở ba vai? Nặng gánh giang sơn. Còn mọc nút ruồi toàn thân đầy nghẹt hết gọi là gì? Chí mẹ phụ. Đồ ngu. Vậy mà cũng đòi làm thầy bói. Vậy chứ thầy ông gọi bằng gì? Xà mâu thời kỳ tử. Làm sao? Là bệnh xà mâu sắp chết đó, hiểu chưa? Dạ hiểu. Câu thứ ba,
Ví dụ như con người ta bị đuôi một mắt gọi là gì? Đập nhãn. Cụt một giờ. Đập cướp. Cụt một tay. Đập thủ. Cụt hai tay luôn gọi là gì? Cụt hai tay luôn. Kỳ trời. Cụt hai tay gọi là đập quen. Trật tuột. Vậy chứ cụt hai tay gọi là gì? Đập thân. Ủa? Sao kỳ, sao gọi là độc thân? Cục mẹ nó hai tay còn cái gì nữa mà không là độc thân. Cho nên gọi là độc thân, hiểu chưa? Ủa? Ý vậy là tôi thua hết trơn hả? Trơn gì nữa? Vậy là làm đệ tử tôi được chưa? Được, dạ được, khâm phục, sư phụ. Vậy thì đệ tử hãy nghe lời của sư phụ dặn đây. Nghe rõ chưa? Dạ con cũng nghe rõ rõ nhưng mà con nhột quá. Dạ con nghe rõ. Nếu hoàn thành công việc, sư phụ sẽ trọng thưởng cho một số tiền để đổi nghề làm ăn sinh sống. Bằng cải lại là tương lai sẽ ngồi gỡ lịch dài dài. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Ê chết, vị khách quý đã đến rồi kìa. Bắt đầu hành động mau, phải vô trong. Dạ ơi, thầy à, thầy có nhà không thầy? Có. Thì ra là thân chủ của ta đó hả? Chào thân chủ. Dạ, cảm ơn thầy. Hôm nay nữ tới đây có chuyện gì không? Dạ, không giấu gì thầy, số là... Nữ không cần nói, ta đây biết hết rồi. Có phải nữ đang buồn bực vì chuyện gia đình phải không? Dạ hay quá. Dạ sao thầy biết trước hay quá vậy thầy? Làm thầy mà không biết trước thì ai biết bây giờ? Có phải chồng của nữ đang có chuyện lân nhân ở bên ngoài phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, thầy nói linh ghê vậy á. Để ta cầu hồn về á, cho nữ hỏi tên tuổi của người phá hoại gia can của nữ. Nữ chịu không? Dạ chịu chứ. Dạ muốn lắm chứ. Tôi mà biết được con nào tôi xé xác nó ra làm trăm mảnh tôi mới hả. Dạ. Nhưng mà tôi thầy, tiền quẻ bao nhiêu vậy thầy? Cái đó hả? Còn thì thuộc vào người cõi trên. Người ta muốn cúng cái gì á thì nữ cũng phải cúng cái đó, biết không? Dạ vậy là thầy ngồi đồng luôn hả? Nếu ta ngồi thì nữ đâu có tin. Ta có người đồng chính sẵn rồi. Người này chuyên môn cho người cõi trên mượn xác về nhập không đó. Dạ là ai đâu hả thầy? Nữ bình tĩnh đi. Vô đây. Để ta gọi người đồng chính ra đây. Hai à, Hai ơi, ra đây đi con. Nhớ che mặt lại, đừng cho âm binh cô hồn nó nhìn thấy á, là bề trên không chịu nhập đó nghe con. Trời ơi, tướng đi ngộ quá hen. Ngồi đó đi hai. Bây giờ nữ đốt cho ta ba cây nhang, giấy tên họ chồng, xong rồi đưa đây cho thầy. Dạ. Dạ đây, nhang nè thầy. Nữ giái chưa? Dạ, giái rồi. Nhắm mắt lại, tĩnh tâm, nghe ta cầu hồn về nè. Nhập. Ai? Cười cái gì? Nghe ta hỏi lại một lần nữa. Ai? Mi là ai? Leonardo. Trời ơi, Leonardo là ai vậy? Thì là thằng quả sĩ á, đóng vai chính trong phim Titanic đó. Có coi không?
biết rồi cái đoạn cuối nó chết chìm phải không thầy? Hổn hổn, nín. Trời ơi, sao nữ dám kêu nó bằng nó, phải kêu bằng thần, chứ không vợ thành thần rồi. Dạ dạ dạ, dạ con lỡ lời, dạ xin thần nát đồ bỏ lỗi cho con à. Dạ ngươi ăn nói hỗn lậu quá, tự giả vô mộ bà cái cho ta nghe chắc chắc coi. Nếu không ta nhập vô người rồi ta nhảy ra đường xe lửa kể như là bánh xác nghe chưa. Dạ dạ. Dạ đi, dạ đi. Dạ. Dạ lại đi. Dạ 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 dạ, dạ để con dạ. Đau quá, đau quá. Bây giờ ta muốn đeo sợi dây chuyền trên cổ nhà ngươi, mau cởi ra cho ta mau lên. Ôi trời, trời đất ơi, gì kỳ vậy? Trời ơi, có gì đâu mà kỳ nữ ơi. Tại vì lúc trước á, vợ ổng cũng có đeo một sợ giống y như nữ gì nè, cho nên bây giờ ổng thấy nữ á đeo sợi dây này, cái ổng nhớ tới vợ ổng, cởi ra cho ổng mượn chút xíu đi. Một chút nữa ổng thân rồi á, ổng về trời rồi á, ta lấy ta trả cho nữ. Có mất mát gì đâu, cởi 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 ra đi. Dạ 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 dạ, đây dạ, đây cởi đây dạ. Để đó ta. Bây giờ nhà ngươi có muốn hỏi gì nữa không? Ta thân à? Dạ dạ chưa. Đừng có thăng, con chưa hỏi mà. Hỏi mau đi. Dạ, con muốn biết kẻ nào dụ dỗ chồng con. Nó tên gì, ở đâu vậy thằng Nát Đô? Nói cho rõ tên ta. Dạ thằng Nát Đô. Ờ. Còn ai nữa? Chính nhà ngươi chứ còn ai. Nhà ngươi tối ngày loan y chồng nhà ngươi. Nếu nhà ngươi không nghe lời chồng nhà ngươi, tương lai nó sẽ thôi nhà ngươi. Lúc đó cho nhà ngươi hết xây sọn, sảnh xẻ như nhai như nhảnh. Nhà ngươi biết chưa? Ủa, vậy là sao? Còn nữa, nếu nhà ngươi tối ngày mê bói toán, ta sẽ về nhập vô trong nhà ngươi, đánh nhà ngươi bồm đầu cho bỏ tật mê tín dị đoan. Rồi chưa? Thôi ta về, ta thắng à. Ê ê, gì kỳ vậy trời? Có gì đâu kỳ, ổng thắng rồi, ổng bay rồi, thì nữ cũng về đi, coi như là xong rồi đó. Ôi, ta cũng mệt quá. Trời ơi, thiệt là hiểu không nổi luôn á. Thôi, tôi về đó nghe thầy. À, nữ về. Sư phụ, sư phụ, sư phụ ơi, sư phụ, ra đi sư phụ, bả gì rồi sư phụ ơi. Được làm việc tốt coi như xong. Cho bà bỏ cái tật mê tín dị đoan. Nè tiền nè. Cảm ơn sư phụ. Cất đi mà lo làm ăn nghe chưa. Dạ. Bỏ nghề này luôn nhớ chưa. Dạ nhớ. Cảm ơn sư phụ nhiều. Trời ơi. Thì ra là ông. Trả cái sợi dây chuyền cho tôi mau. Trả đi. Không trả mà làm gì tôi. Hả? Làm gì tôi? Ôi ôi. Trời, đổ bể chơi, trời. Cũng tay cha thầy bới A Tòng với ông để mà gạt tôi nè. Cho mày chết luôn nè. À, chết dạ, luôn nè. Trời, cứu ông sư phụ ơi. À. Tại bà. Tại ông á chứ. Tại bà. Bà là mẹ, tôi là cha. Tôi bơi mũi, bà bơi lái. Con cái nó có những điều không dám nói với cha thì tâm sự với mẹ. Đằng này tối ngày bà lo đi đồng bông bói toán, con hư tại mẹ, mũi dại thì lái phải chịu đòn tại bà. Tại ông là cha, có những điều con nó không có tâm sự được với mẹ thì nó phải nói với cha chứ. Đằng này tối ngày ông có lo sách vở mà ông không có thực tế, con hư là tại cha. Không cần nói nhiều, mời bà ra phường ly dị. Mời ông đi. Trời à, không hiểu nổi, không có hiểu nổi. Nhà này ngộ quá. Rồi đúng rồi, tới cái mùa ly dị rồi, mùa này là mùa ly dị nè. Ủa, anh Lộc, anh về đó hả? Chị hai mày đâu rồi? Chị đi bán sắp về rồi. Lại đây cậu con. Tâm ơi, đâu nữa rồi? Cái thằng thiệt à,
bỏ nhà bỏ cửa như vậy đó. Ủa ai vậy? Mày giỡn nữa hả Tâm? Tao nói rồi, nhà không có ai. Biểu mày canh giờ ra dọn hàng với chị, mày cứ lo chơi không à. Tao nói cho mày biết là mày đừng có. Anh Lộc, anh về đây làm gì? Tôi về đây là để lấy đồ bỏ quên. Vậy sao? Anh bỏ quên cái gì? Lòng tin. Em có cất giữ giùm anh không? Làm sao tôi hiểu được anh bỏ quên mà cất chứ? Vì xét kỹ ra, những thứ đó người ta luôn cất kỹ bên mình, làm sao mà mất được. Quả chăng có kẻ cố tình đánh mất nó mà thôi. Nhưng cũng có khi người ta luôn giữ kỹ bên mình mà lại bị người khác đánh cắp mất thì sao? Trời ơi, tại sao chúng ta lại phải khổ sở như thế này? Tại vì ai mà chúng ta khổ như thế này? Tại anh đó nên tình lỡ làng, tình xưa đó muôn đời chẳng xa. Dương qua thăm dân chờ đón ta bao ngày vui pha. Vòng tay ấm dân chờ đón người, dân trắng tu vẫn chờ chúng ta. Dẫu năm tháng đôi mình cách xa, nhưng tình vẫn đầy. Thì hãy tự trách mình sao quá đổi vô tâm, làm đổ vỡ một gia đình đáng trong khi tôi vẫn nhớ về bao kỷ niệm thức trắng từng đêm suy gẫm chuyện nhân tình. Đời đổi đắng thay đen là lẽ thương tình, người ta đã quên sao mình vẫn người ta xa rồi mà mình vẫn trông theo. Những tưởng gặp nhau để đón nhận nụ cười tươi, ai có ngờ đâu là những lời gai gắt. Có đúng hay không câu xa lòng cách mặt mà tình nghĩa giờ đây là ánh mắt xa vời. Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ, mơ vui là lúc ngàn đắng cay xé tâm hồn. Tàn đêm thương nhớ bao lần đi về với tôi, mà người còn vắng bóng mãi, nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên. Nếu chẳng muốn quên thì xin cứ nhớ, nhung nhớ triền miên cho đến suốt đời mình. Nhưng giờ đây tôi lại muốn tìm quên, không lưu luyến không còn nhung nhớ nữa. Tất cả dần xa lại ở tim tôi. Cầm
Hôm nay tôi trở về đây là để nói với em rằng tôi là một người chồng không xứng đáng, và tôi khuyên em hãy quên bỏ tôi đi. Em là người đàn bà tốt, phải có một người chồng xứng đáng với em. Anh nói như vậy nghĩa là anh không hiểu gì về tôi cả. Anh là chồng mà không hiểu được vợ mình. Anh quả thật là vô tâm. Tôi không cần gì hết, anh nghe chưa? Tôi không cần, tôi không cần. Anh Lộc, tôi đang tìm anh đây. Anh tìm tôi để làm gì? Để nói với anh một điều cần thiết. Nhưng giữa hai chúng ta có gì để nói với nhau đâu. Anh Luân, tôi tự biết mình là người không xứng đáng. Anh mới xứng đáng. Anh là người tốt. Anh hãy đến với Cẩm đi. Tôi chấp nhận. Anh hãy đến với Cẩm đi. Hả? Anh đánh tôi à? Phải. Xin lỗi anh, vì tôi thấy cần thiết phải cho anh một tát tai để anh thấy tỉnh táo. 6 tháng nay anh đã ngủ mê rồi. Giờ đã đến lúc tôi phải đánh thức cho anh tỉnh dậy. Phải rồi, tát tai này coi như tôi đã trả nợ cho anh rồi đó. Vậy thì giữa chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau, anh biết chưa? Chào anh. Anh Lộc ơi, hãy dừng lại đây để nghe tôi nói hết một tâm tình đang chất chứa. Vợ anh xứng đáng là một người chung thủy, một nhà thương yêu và giữ vẹn chung tình. Hãy bình tâm nghe tôi bày tỏ vài lời. Có kẻ âm mưu xen vào phá hoại, cho tôi và anh trở thành hai kẻ hận thù. Tôi và Cẩm chỉ là bạn học ngày xưa, nên tôi chẳng yên tâm khi thấy Cẩm nhiều khổ cực. Mới tìm cách giúp anh việc làm xứng đáng. Đây anh hãy nhìn thêm để biết rõ tận tình. Hả? Sự thật là như vậy hay sao? Anh Luân, có lẽ nào đây chính là sự thật? Phải, đó là sự thật. Anh hãy tin tôi. Trời ơi, nếu quả đây là sự thật thì... Luân ơi, anh cao cả xanh trong như dần trăng mát rượi. Còn tôi giờ bận tôi tắm như loài ký sinh trùng. Tôi xin được quỳ bài tỏ cảm công. Tôi quả thật là kẻ hồ đồ nông cạn, hiu tánh ngang tàn, không suy nghĩ cân phân. Tôi đã đem quán đổi bằng ân, đem tình cảm đổi ra thù hận. Anh hãy mang tôi đi bằng những lời sâu cay nhất, cho lòng tôi thanh thản phút giây này. Anh Lộc, anh đừng quá trách mình như vậy. Ở trên đời này đâu có ai không có lầm lỗi đâu anh. Anh Luân, bài học mà anh cho tôi nó đắt giá cả một đời người. Đâu có gì đâu, đừng bận tâm. Anh đã chuẩn bị sẵn, ngày mai tôi đưa anh tới giới thiệu với ông giám đốc. À, còn một điều quan trọng hơn, anh phải tìm Cẩm về để xin lỗi cô ấy. Nhưng tôi sẽ đi với anh. Đó, thầy học tôi nói rồi mà, tôi biết lắm mà, cái nhà này nó có huông rồi, ai cũng ly dị hết trơn hết trọi à. Anh Tâm ơi, anh Tâm. Gì nữa? Anh Tâm ơi. Trời ơi, anh Tâm ơi, gì? Anh Tâm ơi, hai bác đem nhau, đem nhau. Đem nhau cái gì, đem nhau sao? Đem nhau ra phường ly dị rồi. Trời ơi, biết rồi. Trời ơi,
sao anh biết tỉnh queo vậy? Có cách nào giúp hai bác không anh? Có. Có rồi hả? Có rồi hả? Nói em nghe đi. Anh với em ly dị luôn. Vô duyên, cưới chưa mà đòi ly dị. Anh ơi đừng có giỡn nữa. Có cách nào giúp hai bác hàng gắn lại không anh? Để chờ tôi suy nghĩ chứ. Nhanh đi. Rồi được rồi, có cách rồi. Có rồi hả? Thôi khoan nói chút đi, ông bà tới rồi. Nè bắt đầu nha, bắt đầu nha. Đúng như kế hoạch nha. Nè nghe nói nè. Em biết rồi. Đi xích ra hai tấc. Giờ phút này yêu cầu bà giữ gìn trinh tiết cho tôi. Làm gì dữ vậy? Bác con nhờ bác giải nghĩa cái câu nho này giùm con nha bác. Đi bác nè. Bác ơi, bộ bác nhất quyết ly dị hả bác? Ông muốn vậy tao cho vậy. Hết rồi con à, 40 năm rồi còn gì. Nhưng mà bác có biết nguyên nhân nào mà bác trai đòi ly dị không? Thì tại vì không hợp với nhau. Không hợp? Nếu mà không hợp thì sao ở 40 năm rồi mới biết không hợp? Lẽ ra là phải biết từ lâu mới phải chứ. À ha, đúng rồi. Dạ. Theo lẽ phải biết sớm hơn chứ. Ha ha, thôi con biết rồi. Biết gì? Thôi con không dám nói đâu. Thì con cứ nói đi. Chuyện gì? Thảo nào hèn chi. Chắc vậy rồi. Bác có thấy ổng lúc này đổi tánh không? Đổi tánh? Yeah. Ờ hả? Đó. Nói tôi mới nhớ. Lúc này ổng dở chứng. Khó khăn quá chừng luôn. Đó là nguyên nhân đó. Bác biết làm sao không? Biết cái gì? Là có vấn đề. Vấn đề gì? Thảo ổng nhất quyết đòi ly dị với bác. Thì ra là để... Để là... Để làm gì? Thì lấy vợ khác. Trời ơi! Bác bình tĩnh, bác. Thì ra ổng bày đặt bài điều nên mới làm liều. Kiếm chuyện để thôi cho bằng được. Thật khốn nạn làm sao. Bác ơi, thôi đừng hát nữa. Vô đây con nói bác nghe chuyện này nè. Ê. Trời ơi, hồi nào tới giờ bác rành chữ nho lắm mà. Cái chữ nho vậy mà bác cũng không biết hả? Thôi giờ bỏ cái chuyện đó đi. Bây giờ con hỏi bác nha. Bác biết cái chuyện này không? Biết cái gì? Cái chuyện mà bác gái nhất quyết ly dị bác đó là để... Để sao? Có chồng khác. Cái gì? Có chồng khác y chang. Trời ơi, vậy mà tôi nào hay biết. Bà quyết ra thôi à. Tôi nào hay à. Biết để đến bây à. Giờ xuống thế dư à. Vậy thôi à, tức làm à. Sao biết à, tính sao à. Đây tức thôi bác ơi xin bác hãy dằn lòng. Dằn cái gì? Tức chết đi thôi. Bà kiếm tiền hoài là để thôi tôi. Nè, tôi nói cho bà biết. Bà nhất quyết ly dị phải không? Thích thì mình chiều. Hãy đợi đấy. Vậy thì tôi trân trọng báo tin buồn cho bà biết. Tôi sẽ cưới vợ khác. Đó, bác thấy con nói có sai không? À, cưới vợ khác? À, tùy ông, tôi không có ý kiến. Cảm ơn, vậy là xong, khỏi rắc rối. Nhưng tôi muốn biết, ông cưới ai? Bà muốn biết? Được, tôi cho bà biết. Nàng này trẻ đẹp, nhỏ tuổi hơn bà nhiều. Bây giờ tôi cũng xin báo tin buồn cho ông biết. Tôi sẽ lấy chồng khác. Đó, thấy không? Con nói đúng phóc luôn. Lấy chồng khác? À, cái đó là quyền của bà. Không dính dáng gì đến tôi. Cảm ơn ông. Ông quân tử lắm.
Nhưng mà tôi muốn biết bà lấy ai, lấy nào. Lịch sự một chút đi. Cái gì mà thằng này thằng nọ? Nói cho ông biết, ông này đẹp trai, giàu có, hào hoa phong nhã, xinh hơn ông nhiều. Hào hoa phong nhã, thằng nào mà xịn hơn tôi? Bà nói đi, tôi quýnh nó chết mẹ nó coi. Ê, đừng có lỗ mãng nha. Lỗ mãng rồi sao, muốn gì? Muốn gì? Kìa kìa, ba má, sao ba má lại gây gỗ với nhau? Bà đã nói với bà, vợ chồng ly dị là không hay. Vậy mà bà dám xúi tụi bay ly dị. Ba má à, hãy bình tĩnh lại đi. Vì tụi con à, tụi con đã về rồi. Dạ, không có ly dị nữa đâu ba má à. Tụi con nghe lời ba, vợ chồng có gì thì nói nhau nghe. Ly dị là không có tốt. Đúng, vì thiên hạ sẽ chê cười. Đó, hai bác nghe không? Bây giờ mấy người trẻ hết ly dị rồi đó. Vậy giờ hai bác hơi bị lớn tuổi rồi, giờ tính sao hả bác? Bác, tao cũng suy nghĩ rồi. Dạ. Tao không thôi. Hả? Tao ở cho bỏ ghét. Ở đâu cũng vậy, ở đây cho rồi. Tao ở hoài để đài ổng chơi, chứ giải gì thôi. Đài đâu cũng vậy, đài đây cho rồi. Chết rồi. Gì vậy, gì vậy, chuyện gì? Ở phường đã chấp nhận đơn ly dị của hai bác rồi. Cảm ơn phường, thành thật cảm ơn phường. Phường cứ cho ly dị, tao cưới bả lần nữa. Trời, như vậy đời tôi phải hai chuyến xe hoa. Người có số rồi bà. Nội ơi, đừng ly dị.